Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 241 được mang tên là "Thú Vui Tao Nhã" của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn bạch ngọc sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, giọng đọc của Lát um, Thì bây giờ là 12 giờ 10 rồi. Lát tranh thủ đọc để sáng nay còn đi công tác lên Cần Thơ nữa. Thì Lát sáng đi chiều về, có thể là về sớm hơn để Bây giờ tranh thủ đọc được chút nào hay chút đó Nếu mà bữa nay không kịp thì có thể một tập thì mong mọi người thông cảm cho lát nha Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ Liên tiếp trọng quyền bạo kích, hai nắm đấm của hàng lập đập xuống như mưa Trên đại địa chấn động oanh minh vang lên không ngừng Hơn trăm quyền qua đi, mặt đất phương viên hơn 10 dặm đã trở thành một cái mảnh hỗn độn Lúc này Hàng Lập mới thu tay lại, sợ nếu không cố kỵ gì mà tiếp tục đập xuống nữa thì toàn bộ căn cơ bí cảnh này sẽ bị mình đập bể ra mất. Nhưng mà sau khi hắn ngừng lại, nhìn xuống đáy hố, lông mày không khỏi nhíu chặt lại. Chỉ thấy dưới đáy hố khổng lồ kia rỗng tuếch, nào còn có bóng dáng kim chúc thú. Hàng Lập phi thân rơi vào đáy hố mới phát hiện ra hai con kim chúc thú kia đã trốn vào một đầu thông đạo trong lòng đất. Đi thôi, chúng ta trước đi báo thù cho người hả giận cái đã, sau đó sẽ nghĩ biện pháp xóa đi những kim quan kia trong người khôi phục lại hình dáng ban đầu tâm thần của hàng lập khẽ động liên hệ với tinh viêm hỏa điểu hỏa điểu nghe như vậy thì liền ngừng ý đồ đem nửa hỏa diễm kia thôn phệ lại mà hóa thành hai con chim nhỏ ngân diễm giống nhau như đúc đáp xuống bờ vai của hàng lập hàng lập nhìn thoáng qua cửa hang kia thần thức chui vào tiếp đó bay vào bên trong thông đạo vì vừa mới bị đào xong bên trong có chút ẩm ướt ôi bức khắp nơi đều là một mùi bùn đất mốc meo hàng lập nhíu mũi đi hơn 10 dặm phía trước đột nhiên xuất hiện một cái ngã ba đến đây lông mày của hắn không khỏi nhảy một cái phát hiện có chút dị dạng chỗ ngã ba này chính là hình thành từ thông đạo mà hàng lập đi đến giao với một cái đầu thông đạo cắt ngang qua phía trước thông đạo phía trước rộng rãi hơn bốn vách tường bóng loáng khô ráo hiển nhiên đã có từ sớm không phải là kim chúc thú mới đào gần đây cùng lúc đó trong thông đạo kia có gió thổi qua hàng lập lấy tay cảm thụ một chút phát giác ra cực kỳ nóng <laughs> Tiểu gia hỏa này, lần này ngươi có lục ăn rồi đó. Thần thức của hắn quét qua, sau đó ánh mắt hơi lóe lên, khóe miệng lại vểnh lên một vòng ý cười. Sau đó thân hình của hắn lóe lên, tiến vào ngã ba, lướt gấp về phía thông đạo bên trái. Trong thông đạo lên xuống nhấp nhô, kéo dài hơn 10 dặm, cuối cùng thông ra một cái không gian dưới đất có diện tích khá là lớn. Hàng lập từ cửa thông đạo đi ra, chứng kiến phía trước xuất hiện một hỏa trì năm màu rộng chừng trăm trượng, bên trong có hỏa diễm năm màu rực rỡ hòa lẫn với nhau là xích hoàng lục thanh lam từ đó truyền ra trận sóng nhiệt hừng hực không gì sánh được hai con kim chúc thú bị hàng lập đánh lui lúc trước giờ phút này đang nằm bên cạnh cái hỏa trị năm màu chúng đang gặm một khối khoáng thạch màu vàng to lớn mỗi một lần nhai nuốt liền có một sợi nguyên khí kim thuộc tính hòa nhập vào thể nội hai con kim chúc thú này thấy hàng lập tiến đến lập tức cảnh giác bò dậy thân hình ép thấp xuống nhìn về phía hắn mà nhe hàm răng nhọn ra nhưng đã lĩnh giáo sự lợi hại của hàng lập lúc trước rồi nên không dám tùy tiện xông lên <laughs> Trên không được mà trước đó chúng có thể chống đỡ tinh diêm chi hỏa nguyên lai là quanh năm nằm nghỉ gần cái ngũ thải hỏa trị này lại ăn chán chê cái mỗi vàng chịu hỏa lực xâm nhiễm này á vậy cũng không có gì kỳ quái cả hàng lập cười nói lúc này hai con ngân diễm hỏa điểu trên đầu vai của hắn cũng phát hiện ngũ thải hỏa trị trước mắt bất phàm chúng nhảy nhót không ngừng lộ ra thập phần hưng phấn và sao động. <laughs> người cũng phát hiện ra rồi sao? Đi đi. Hàng Lập vừa cười vừa nói. Hai con tinh viêm hỏa điểu được lệnh lập tức mở ra hai cái cánh cùng bay vào ngũ thải hỏa trì. Mắt thấy hai con hỏa điểu đồng thời nhào về phía ngũ thải hỏa trì. Hai con kim chúc thú lập tức vội vã, thân thể nhảy lên, vọt lên giữa không trung muốn nhào về phía hai con hỏa điểu. Xuống cho ta! Con ngươi của hàng lập coi rụt lại, gầm lên một tiếng, thân hình của hắn bỗng nhiên lóe lên đã tới dưới thân hai con kim chúc thú hai tay đồng thời thò ra mỗi bên trái phải tóm lấy hai cái đuôi của hai con kim chúc thú tiếp theo kéo một cái lập tức giật chúng trở lại hai con kim chúc thú trùng điệp ngã xuống đất thân thể bỗng nhiên lộn mạnh một cái bò lên nhào về phía của hàng lập chân linh huyết mạch trong cơ thể hàng lập vận chuyển quanh thân hiện lên bộ lông màu vàng ống trong nháy mắt hóa thành một đầu cự viên màu vàng cao hơn mười trượng hai bàn tay to lớn đồng thời đè xuống đầu của hai con kim chúc thú ép chặt xuống không cho nó ngọ ngoại đầu hai con kim chúc thú đập xuống đất âm âm thân thể dễ dụ kịch liệt hai cái đuôi như hai cái roi khu loạn xạ vẫn bị hàng lập dễ dàng ép tới mức không ngẩng đầu lên được chút nào hàng lập biến thành kim mau cự viên hai cự trưởng tựa như hai chiếc vòng sắt gắt gao đè hai con kim chúc thú xuống ánh mắt hắn hơi chớp động nếu hắn muốn đánh chết hai con thú này thì tự nhiên sẽ có biện pháp nhiều lắm là phí một phen công phu mà thôi. Chỉ là giờ phút này hắn đang do dự, muốn thu hai con dị thú này vào trong động thiên hoa chi, làm hai con linh thú hộ vệ cũng không tệ. Đang do dự thì đuôi của hai con kim chúc thú bỗng nhiên nói lại với nhau, hai mảnh kim quang chói mắt đồng thời sáng lên, thân thể hai con kim chúc thú đột nhiên hóa lỏng, sau đó dung hợp lại với nhau, trong chớp mắt hóa thành một con kim hổ to lớn. Sau khi hợp lại làm một, kim sĩ trên lưng kim chúc thú rõ ràng đã lớn lên mấy lần, chỉ là so với hình thể vẫn có chút không cân đối <laughs> Lại còn có thể dung hợp nữa hả Không hổ là thiên địa dị thú Do nguyên khí kim thuộc tính Chí thân chí thuần biến thành đó nha Cảm nhận được khí tức trên thân Nó tăng vọt lên Hàng lập không khỏi gật đầu cười nói Sau khi khí tức của kim trúc thú tăng vọt Tựa hồ tính khí cũng mạnh mẽ lên nhiều Trong miệng phát ra một tiếng gào thét Bỗng nhiên bổ nhào về phía trước Muốn cắn xé hàng lập nhưng đúng vào lúc này dị biến lại phát sinh trong ngũ thải hỏa trị phía sau sóng lửa cuồn cuộn kịch liệt một con quái điểu hỏa diễm to lớn vô cùng vỗ cánh bay ra chiếc mỏ chim màu bạc to lớn bỗng nhiên mổ mạnh xuống dưới khoan đã hàng lập vừa lên tiếng nhưng đã chậm cái mỏ nhọn quái điểu hỏa diễm kia đã mổ kim chúc thú thành hai đoạn tiếp theo thò chiếc lưỡi ra cuốn một cái nuốt kim hổ vào trong bụng Ê, đáng tiếc thiệt Hàng Lập vẫn còn giữ động tác đưa tay ngăn lại, cứng đờ tại chỗ trong lòng thở dài u sâu. Quái điểu hỏa diễm kia thấy biểu hiện của Hàng Lập như vậy thì hơi nghiêng đầu nhìn về phía của hắn, Tựa hồ không hiểu ý tứ của hắn. <laughs> thôi thôi, ăn thì cũng đã ăn rồi, sau này ta tìm tiểu bạch để cho nó trong coi hộ diện cũng được mà, Tựa hồ cũng không tệ đâu. Hàng Lập lúng túng cười cười, khoát tay áo rồi nói ra. Trong khi nói chuyện, hắn đã thu hồi chân linh huyết mạch chi lực lại, lần nữa khôi phục hình người, con quái điểu hỏa diễm to lớn kia cũng thu nhỏ hình thể lại, đi theo dòng chảy của hỏa trì thải diễm tới phía rìa. Hàng lập đi tới phía trước, chỉ thấy quái điểu hỏa diễm nâng một cánh lên. Ở trong đó có bốn hạt châu lớn chừng hạt nhãn đang nằm lặng yên, màu sắc theo thứ tự là hoàng, lục, thanh, lam, đang chấp động cộng hưởng với hỏa trì thải diễm này. Bốn hạt châu rạng rỡ hào quang, ở trong cổ sống nhiệt làm cho người ta hít thở không thông đang không ngừng tỏa ra. Thức thải hỏa đang xa hả? lại có nhiều vậy sao? Hàng Lập kinh ngạc nói, hỏa diễm quái điểu kia đưa cái mỏ nhọn lên khép mở mấy lần, dù không có âm thanh nào phát ra, Hàng Lập vẫn hiểu ý tứ của nó. Người nói là còn có một viên đan sao màu đỏ đã bị ngươi ăn rồi hả? Hỏa diễm quái điểu lập tức vui sướng gật gật đầu, dẫn tới hỏa diễm trong ngũ thải hỏa trì cũng theo đó chập chờn không thôi. <laughs> <laughs> vậy là tốt rồi nếu lượng hóa hấp thu hết thảy những cái thức thải hỏa đang xa này á uy lực dị hỏa của ngươi lại tăng thêm một bậc nữa trở thành phần thiên luyện địa trong truyền thuyết chưa hẳn là không thể đâu hàng lập vui mừng cười vang nói hỏa diễm quái điểu hưng phấn không thôi thân thể khẽ ngửa về sau nằm ở trong hỏa trì như là bơi ngửa không hề thấy hai cánh của nó có động tác gì cả nhưng thân thể vẫn trôi về phía sau rất là thoải mái Ngươi lại đây luyện hóa những hỏa đăng xa kia cho thật tốt nha. Ta đi nơi khác xem còn có cơ quan nào không đã. Nếu có sự tình gì ngoài ý muốn, lập tức lấy tâm thần liên hệ thông tri cho ta. Ta sẽ tìm tới ngươi. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi dặn dò. Hỏa điểu trong hỏa trì nhảy lên thật cao, lại đáp xuống, biểu thị tự mình đã hiểu. Hàng Lập lại tra xét bốn phía ngũ thải hỏa trì một lát, phát hiện không có gì không ổn, sau đó mới quay người đi vào thông đạo kia. Xuyên qua một đầu thông đạo dưới lòng đất dài mấy trăm trượng, địa thế dần dần lên cao, Hàng Lập theo đó đi ra cửa động. Ra cửa động, Hàng Lập đi vòng qua một cái tấm bình phong ngăn tại chỗ cửa động, đi vào trong một tòa đại điện màu vàng ống. Trong đại điện trống rỗng, không bày biện gì nhiều. Chỉ là ở phía trước đặt ba cái bộ đoàn bạch ngọc hình tròn, phía trên khắc rõ từng vòng từng vòng đường vân hình tròn, trông chất như mê cung vậy. Hàng Lập chăm chú nhìn một lát, cảm thấy trước mắt hơi mê muội vội vàng lấy lệ bình tĩnh, sau đó mới khôi phục như cũ. Chà, có chút ý tứ nha, hắn cười nhẹ một câu rồi nói đi ra phía trước cẩn thận tra xét một lát phát hiện ra ba khối bộ đoàn bạch ngọc dính chặt ở trên mặt đất căn bản không thể xê dịch bất quá trừ điều đó ra ngược lại không có gì cổ quái cả bất luận là hắn lấy thần thức dò xét hay là lấy tiên linh lực thăm dò ba khối bộ đoàn bạch ngọc kia đều không nhúc nhích tiếng nào không có nửa điểm biến hóa hàng lập nhìn một lát không còn hứng thú nữa liền đẩy cửa điện đi ra ra ngoài điện, hắn mới phát hiện ra lúc này đã đi tới khu kiến trúc màu vàng mà lúc trước hắn đã nhìn thấy từ xa. Bên ngoài đại điện là một cái quảng trường đá trắng, ở chính giữa có một khung nhật quỷ được chế từ đá, ngoài ra thì trống rỗng. Mà phía bên kia quảng trường đá trắng là cửa phủ to lớn của khu kiến trúc. Hàng Lập không nóng lòng đi qua đó mà đi dọc theo một con đường bên cạnh tòa đại điện này, xuyên qua một cánh cửa hình vòm đi tới một vườn hoa ở chính giữa trong vườn hoa trồng rất nhiều linh hoa linh thụ bên trong có nhiều loại hoa quý từng đóa từng đóa hoa tươi phát tán ra thiên địa linh khí muôn hồng nghìn tía nở rộ cả vườn hàng lập đi vào trong đó thân sắc không khỏi hơi đổi cảm giác giống như lúc trước ở bên cạnh cái bờ suối kia hắn lần nữa nhận ra một sợi thời gian pháp tắc chi lực như có như không chỉ là cái nguồn lực lượng này hơi phân tán mặc dù hắn toàn lực ngưng thần cảm thụ vẫn không cách nào tìm được đầu mối chỉ cảm thấy nguồn lực lượng kia tựa hồ tràn ngập chung quanh trên mỗi một đóa linh hoa, nhưng trên một đóa hoa nào cũng không cảm thụ được rõ ràng. Hàng lập tiện tay hái xuống một đóa cửu biện tử đàm, cẩn thận kiểm tra một hồi, phát hiện trên đó chỉ có một chút linh khí lưu lại, cũng không ẩn chứa bất luận là thời gian pháp tắc chi lực nào cả. Thật sự là kỳ quái nha. Hàng lập than nhẹ một tiếng, tiếp tục đi sâu vào cái sân nhỏ phía sau. Xuyên qua vườn hoa, phía sau là một tiểu viện độc lập. Tổng cộng trái phải có ba gian gồm phòng chính và hai cái sương phòng ở hai bên trái phải. Hàng lập tiến vào trong sương phòng bên trái đầu tiên, trong phòng bày biện có chút đơn giản, chỉ có vài cái kỳ sách, sát tường, phía trên xếp chồng dày đặt các bộ điển tịch. Hắn tiện tay lấy xuống một quyển, đọc qua một hơi, phát hiện tựa hồ cũng không phải là bí điển cao thâm gì cả, mà chỉ là một chút thi thơ văn chương phổ thông của thế tục. Trong lòng của hàng lập nghi hoặc, lại lấy xuống tiếp một quyển khác. Sau khi đọc qua, thân tin trên mặt càng thêm cổ quái. Bởi vì bản cổ thư trên tay hắn cầm lúc nãy không phải là công pháp điển tịch gì, cũng không phải là thi thơ văn chương, mà là một bộ tiểu thuyết diễm tình. <laughs> Xem ra chủ nhân tiên phủ này có hứng thú với đủ loại nha. Hàng lập có chút cảm khái, lẩm bẩm. Hắn ở trong gian thư phòng này một lát, sau đó mới quay người đi ra cửa. Đi vào cửa sương phòng đối diện, trong phòng bên kia bày biện cũng không phải ít, bất quá đều là các đồ chơi kim thạch văn hóa, các loại châu ngọc đồ sứ. Về phần pháp bảo tiên khí, nửa cái cũng không có nữa. Hàng lập một đường xem tới đây, cảm thấy bất đắc dĩ với thú vui và tính thẩm mỹ của vị chủ nhân tiên phủ này. Tất cả đồ đạc vị này cất giữ, không có cái nào mà không phải là mạ vàng khắc bạc cả, sắc màu rực rỡ, khiến cho người xem cảm giác như là một kẻ nhà nghèo đột nhiên trở thành phú gia mới nổi, nên mới có cái tính thẩm mỹ như vậy cuối cùng đến gian phòng chính Hàng lập vốn đã không ôm bất kỳ hy vọng gì kết quả lại phát hiện ra bên trong là một phòng luyện đan chính giữa đan thức đặt một tòa đan lô cao cỡ nửa người trái phải để hai cái giá gỗ đen phía trên đặt rất nhiều bình lọ lớn nhỏ không đều màu sắc khác nhau Hàng lập xem xét một chút phát hiện hỏa diễm ở trong lò đan đã sớm dập tắt rồi trong các bình ở trên giá gỗ để không ít đan dược trong đó phẩm chất cao nhất là linh hải đan dành cho tu sĩ thái ức dùng còn thấp nhất là long lâm đan để cho tu sĩ kim tiên dùng À, cuối cùng cũng coi như có chút thu hoạch rồi Hàng lập thở dài một tiếng Thu tất cả đang dược vào Hắn đang muốn rời đi Bỗng nhiên nhướng mày Ánh mắt rơi về phía cái đan lô đã tắt lửa kia Ý Đây là vật gì vậy Tâm niệm của hàng lập vừa động đã nhận ra một tia ba động linh lực yếu ớt Hắn đi ra phía trước Đưa tay vỗ cái đan lô hướng lên trên Nắp đan lô lập tức bay lên Rơi xuống một bên Nắp lô mở ra Trong đan lô lập tức tỏa ra một mảnh kim quang tràn đầy ở trong lại còn ẩn chứa ba động thời gian pháp tắc nồng đậm đến cực điểm, khiến cho hàng lập không khỏi biến sắc. Hắn cúi người xem xét, phát hiện trong lô rạng rỡ kim quang, đúng là 10 khóa đan dược lớn chừng trái nhãn đang lẳng lặng nằm ở dưới đáy lò. Hàng lập tiện tay nhấc một viên ở trong đó lên, cẩn thận tra xét một lát, không khỏi khẽ châu mày. Mặc dù dược lực mạnh mẽ, lại tán mà không ngưng, rõ ràng sắp thành đan rồi. Chủ nhân nơi này rốt cuộc bị chuyện gì làm chậm trễ vậy? Vì sao mà không đem chúng luyện thành? Hàng lập âm thầm trầm ngâm nói, hắn do dự một chút lại thả cái viên đan dược kia trở về vung tay lên đậy nắp lò lại sau đó tâm niệm của hắn khẽ động đang muốn gọi tinh viêm hỏa điểu đi trợ giúp hắn luyện đan lúc này mới nhớ tới hỏa điểu đang luyện hóa thức thải hỏa đan xa đành xấu hổ cười một tiếng vẫy một cái trước người dùng anh hỏa bản thân đốt đan lô lửa nóng hừng hực thiêu đốt lên hỏa diễm thiêu đốt không ngừng thoáng một cái trôi qua bốn mươi chín ngày trong phòng luyện đan kim quang chớp liên tục sương mù màu vàng ngưng tụ trên đan lô không tan tụ thành một đám sương mù hình dạng cái cây linh chi. Hàng Lập ngồi xếp bằng một bên, nhìn cảnh tượng trước mắt này không khỏi tán thán nói. Thì ra là dùng lưu hỏa linh chi làm chủ tài luyện chế hả? Trách không được mà bên trong ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực nồng đậm vậy. Đã để, để ở đây không biết bao nhiêu năm tháng rồi mà thành đan lại vẫn có khí tượng vậy nha. Nói xong hắn đưa tay vẫy một cái, anh hỏa trong lò lập tức cuốn ngược trở về, bay vào trong cơ thể của hắn. Lửa đã tắt nhưng cảnh tượng kỳ dị trên đan lô vẫn ngưng tụ không tan, thẳng đến khi hàng lập tiện tay vung lên dời nắp lò ra tất cả sương mù mới dần dần tiêu tán hắn nhìn chăm chú ở trong lò chỉ thấy bên trong có 10 viên đan dược có 3 viên ở phía trên trải rộng vết nước đã bị luyện hỏng 7 viên còn lại thì thần quan trầm tĩnh phía trên phân biệt hiện ra bốn đoàn đạo văn từ đó truyền ra trận trận ba động thời gian pháp tắc mãnh liệt rõ ràng là 7 viên đạo đang phẩm cấp khá cao có những cái đan dược này tu luyện đại ngũ hành huyễn thế quyết có thể làm ít được nhiều Hàng lập mừng rỡ, giơ tay lên khẽ vẫy, bảy viên kim đan lập tức xoay tròn rồi nối đuôi nhau bay ra khỏi lọ đan. Tất cả bị hắn thu vào trong cái bình ngọc dương chi lớn cỡ bàn tay. Sau khi cất kỹ bình ngọc, hàng lập mới thở phào ra một hơi, xoay người đi ra khỏi cửa điện. Đứng ở bên ngoài điện, hắn đảo mắt nhìn khắp xung quanh một lượt, vung bàn tay lên, phóng ra một chùm bạch quang lập lòe. Một quang môn bằng bạc từ đó chậm rãi mở ra. Thương ảnh đề hùng lập tức bước ra. Chủ nhân, nơi này là... Đề hùng nhìn quanh bốn phía một cái rồi nói ra. Chúng ta hiện tại ở trong một cái bí cảnh tiên phủ không rõ tên nữa, tạm thời coi như an toàn đi. Thế dự định ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian. Nếu tụi gì có thể tăng tiến thêm chút đỉnh nữa, vì sau đối mặt với tiên cung đủ giết á, cũng có thêm mấy phần thủ đoạn bảo mệnh. Hàng Lập giải thích. Chúng ta lần này đại náo kim nguyên tiên cung, lại còn giết một gã cung chủ nữa, e rằng tin này đã lan truyền khắp tiên vực rồi. Dù nghĩ như thế nào đi nữa, thiên đình tuyệt đối sẽ không buông tha đâu lại còn phái đi một nhân vật trọng yếu có tu di đại la cảnh như kỳ ma tử chúng ta hiện giờ lưu lại ở chỗ này là ổn thỏa nhất rồi chủ nhân có thể yên tâm bế quan đề hồn sẽ hộ pháp cho người đề hồn gật gù nói bốn phía xung quanh cổng vào bí cảnh tiên phủ này đều có phân bố cấm chế người chỉ cần chú ý chỗ kia theo dõi là được rồi không cần thiết lúc nào cũng phòng thủ tại đó đâu hàng lập đưa tay chỉ vào một cái vết rách không gian như có như không ở phía xa trên bầu trời được rồi, ta liền thủ hộ ở quảng trường trước mặt kia, một bên tu luyện, một bên hộ pháp. Đề hùng đáp. Lại nói tiếp, khí tức của người tự hộ tăng trưởng không ít đó nha. Hàng lập bỗng nhiên chú ý tới biến hóa trên người đề hùng, vẻ mặt hơi đổi. <laughs> Chủ nhân tuệ nhãn như đuốc đó, kể từ khi tỉnh lại, ta mơ hồ cảm giác trong cơ thể có một luồng pháp tắc chi lực đang không ngừng khôi phục và tăng trưởng nữa. Có điều đi kèm với nó là một loại cảm giác đối khác thủy chung khó có thể thỏa mãn. Đệ hùng cười nói, cảm giác đối khác hả? Hàng Lập nghi ngờ hỏi. Ta cũng không quá rõ ràng nữa, chính là cảm thấy cồn cào ở trong bụng. Lúc trước nhờ cắn nút không ít quỷ vật, tình hình mới chuyển biến tốt đẹp hơn một chút. Ngày sau nếu như còn gặp quỷ tu, ta lại thử lần nữa xem sao. Đề hùng suy tư một lát rồi nói. <laughs> Được rồi, ta đây sẽ lập tức bế quan trong đại điện phía trước này nha. Những gì còn lại giao phó cả cho ngươi đó. Hàng Lập cười nói, dứt lời hai người xuyên qua vườn hoa đi tới trước đại điện, Đề Hùng trực tiếp tiến vào trong quảng trường, ngồi bên cạnh tòa nhật quỷ, còn hàng lập lại quay người đi vào trong đại điện. Bài trí trong đại điện vẫn như cũ, ngoại trừ tấm bình phong che đậy thông đạo dẫn đến hỏa trì ngũ sát ra, còn lại chỉ có ba khối bộ đoàn bạch ngọc. Hàng lập tiến lại gần, rồi khoanh chân ngồi lên chiếc bộ đoàn ở chính giữa. Hắn lặng lặng điều tức trong chốc lát, rồi chợt mở hai mắt ra, cổ tay đảo một cái, lấy ra cái bình bạch ngọc dương chi, đổ một viên đang dựng màu vàng vào trong lòng bàn tay, lập tức ném vào trong miệng. Đang dược vừa chui vào trong bụng lập tức có một luồng pháp tắc chi lực nồng đậm khuếch tán trong bụng của hàng lập trước hết là tràn ngập đan điền tiếp đó là hình thành vô số dòng chảy đổ về tứ chi bách thải hàng lập khép hờ hai mắt thu liễm tinh thần vội vàng vận chuyển công pháp đại ngũ hành huyễn thế quyết dẫn dắt luồng pháp tắc thời gian chi lực này quán chú các nơi khiếu huyệt đặc biệt ở trong cơ thể hắn một lát sau hàng lập nhíu mày hai mắt mở ra gương mặt hiện lên vẻ kinh ngạc chỉ thấy bộ đoàn bạch ngọc dưới thân của hắn đang không ngừng tỏa hào quang những hoa văn vòng tròn ở xung quanh bộ đoàn chậm rãi lan tỏa từng vòng ánh sáng như từng gợn nước hai bộ đoàn bên cạnh như cảm ứng được cũng bắt đầu le lối kim quang không gian bên trong đại điện tựa như được tưới lên một lớp thủy dịch kim sắc có thể thấy rõ từng trận ba động nhộn nhạo hàng lập đang đã tỏa ở giữa chỉ cảm thấy thân thể bị một luồng ba động thời gian pháp tắc đặc biệt khác lạ bao bọc rơi vào kỳ ngộ khó nói thành lời nội tâm của hắn vui vẻ một lần nữa chỉnh đốn tập trung tinh thần bấm niệm pháp quyết vận chuyển công pháp đại ngũ hành huyện thế quyết nương theo sự tuần hoàn của công pháp quanh thương hắn sáng lên năm vòng kim quang không ngừng xoay tròn bất định chính là chân ngôn bảo luân quan âm tịnh bình đồng ức thần mộc đại diện cho năm loại pháp tắc thời gian vật đại diện cho năm loại pháp tắc sơ hiện kéo theo hơn một sáu trăm đoàn đạo văn nhau nhau chớp động truyền ra từng trận ba động pháp tắc thời gian cường đại đến cực điểm kinh hải nhân tâm sau khi các vật như là chân ngôn bảo luân xuất hiện, từng kim quang bao phủ cung vàng điện ngọc bắt đầu như những cánh hoa. Một cánh rồi lại một cánh khép lại, vây hàng lập vào giữa, cuối cùng hóa thành một nụ hoa vàng rực khổng lồ. Cảm nhận được từng sợi tơ lực lượng pháp tác thời gian nhẹ nhàng dung nhập vào trong cơ thể, nội tâm của hàng lập kinh hỉ tột độ. Hắn đương nhiên minh bạch trong cái bí cảnh này nhất định còn ẩn dấu bí mật, chẳng qua tu luyện trước mắt vẫn là chuyện khẩn yếu nhất, hết thể đều đợi sau khi hắn xuất quan rồi mới tính. Đạo mắt một cái đã hơn 200 năm trôi qua. Trên quảng trường Bạch Ngọc bên trong một cái bí cảnh có một thiếu nữ vẫn hắc y đang khoanh chân đã tọa bên cạnh khung nhật quỷ. Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn về khe nước không gian phía xa hơi trầm xuống, không biết là đang suy nghĩ cái gì. À lá chú thích chút xíu nha, cái khung nhật quỷ là cái đồng hồ mà đo thời gian bằng ánh sáng mặt trời đó. Rồi tiếp tục nè. Trên đầu vai nàng có hai cái chân thò xuống của một tiểu nhân màu bạc, thân cao chừng năm tức, toàn thân tiểu nhân là hỏa diễm ngân sắc, Duy chỉ có trên đỉnh đầu là bảy ngọn hỏa diễm khác nhau, màu sắc vô cùng rực rỡ, thoạt nhìn giống như là một kẻ có tóc lửa bảy màu vậy. Thiếu nữ nọ chính là đề hùng, mà tiểu gia hỏa đang vắt vẻo trên vai nàng chính là tinh viêm hỏa điểu đã xuất quan. Sau khi hoàn toàn luyện hóa hết thảy những cái viên thức thải hỏa đang xa, tiểu nhân do hỏa điểu biến thành rõ ràng đã cao lớn hơn rất trước rất nhiều. Trên đầu lại đặc biệt sinh ra bảy ngọn hỏa diễm có bảy màu với nhiệt độ cực cao. Trái ngược với đề hùng đang hướng về phía khe nước không gian, Ngân Diễm Tiểu Nhân quay đầu về phía tòa đại điện màu vàng phía sau. Hai cái chân bé xíu của nó khép lại, đung đưa, bộ dạng có chút trầu rĩ không vui. Tiểu Tinh Tinh à, ngươi đang trong ngóng chủ nhân tranh thủ thời gian suốt quan hả? Địa hùng phát giác được tâm tình của tinh viêm hỏa điểu cười hỏi. Ngân Diễm Tiểu Nhân khẽ gật đầu, đám tóc bảy màu trên đầu của nó rung rung theo. Đề hồn biết rõ tiểu gia hỏa này đang nóng lòng muốn cho hàng lập chứng kiến uy lực của nó sau khi cắn nuốt hấp thu thất thải hỏa đang xa nàng có chút bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu vài ngày trước lúc tiểu gia hỏa này mới xuất quan ngân diễm toàn thân cùng với thức thải hỏa diễm hừng hực trên đầu phóng xuất bừa bãi thiếu chút nữa đã áp chế không nổi thiêu trụi một mảnh trừng ở trong bí cảnh rồi cũng may đề hồn kịp thời ra tay khống chế hỏa diễm mới không kịp lan tràn ra kiến trúc bên này có điều là rừng cây phía trước đã bị thiêu hủy toàn bộ rồi ngay cả một nửa quảng trường bạch ngọc cũng đã cháy đen đúng lúc này quảng trường bỗng nhiên chấn động kịch liệt tiếp đó toàn bộ bí cảnh cũng bắt đầu lắc lư theo ánh mắt đệ hùng ngưng trọng đột ngột tung mình bay vọt lên trời tinh viêm hỏi điểu đang ngồi trên vai của nàng tựa hồ bị bất ngờ thân hình nó lảo đảo thiếu chút nữa thì rơi từ trên vai xuống đệ hùng lơ lửng giữa không trung nhìn xuống phía dưới chỉ thấy cái màn sương mù màu xám bao phủ biên giới bí cảnh đang kịch liệt quay cuồng mơ hồ có xu thế trôi dạt về phía sau sương mù màu xám rút lui đến đâu diện tích bí cảnh tiên phủ mở rộng đến đó từ lúc bắt đầu tới giờ, đây là lần thứ ba rồi. Đề hùng lẩm bẩm một mình. Đây không phải là lần đầu nàng chứng kiến cảnh tượng trước mắt này. Có điều cường độ mỗi lần sương mù cuồn cuộn trôi giặc càng ngày càng tăng, diện tích địa vực lộ ra cũng càng lúc càng lớn theo. Sau đó, chừng mười mấy hơi thở, cơn địa chấn hoàn toàn biến mất. Mang sương mù màu xám cũng ngừng vận chuyển. Đề hùng nhìn về phía đại điện màu vàng nơi hàng lập đang bế quan, trong mắt mơ hồ có chút lo lắng. 80 năm trước, Hàng Lập đã đột phá thành công thái ức cảnh hậu kỳ. Lúc ấy còn đưa tới dị tượng không nhỏ, khuấy động thiên địa linh khí bên trong bí cảnh. Tuy nhiên chẳng biết tại sao, sau đó hắn lại không lựa chọn xuất quan, mà tiếp tục một bực bế quan đến tận ngày hôm nay. Đêm xuống, trong đại điện tràn ngập kim quang, trung tâm mơ hồ có một nụ hoa màu vàng lãng lặng phiêu phù. Bên trong nụ hoa là Hàng Lập đang khoanh chân đã tọa, làn da toàn thân sáng như mỹ ngọc, một số nơi còn trong suốt, thậm chí còn có thể thấy rõ ràng kinh lạc mạch quản và xương cốt vàng nhạt dưới da. Ngoài ra trên thân thể của hắn còn thấy rõ từng điểm tiên khiếu đang lấp lóe ánh vàng, số lượng đạt tới 359 chỗ. Hiện tại tu vi của Hàng Lập đã đạt đến thái ức cảnh đỉnh phong. Dưới thần của hắn, những hoa văn vòng tròn ở trên ba chiếc bầu đoàn bạch ngọc tuy vẫn phát sáng, nhưng quang mang rõ ràng đã ảm đạm đi trông thấy rồi. Phía trên không còn kim quang rung động nhộn nhạo nữa, hiển nhiên lực lượng pháp tắc thời gian ẩn dưới trong đó đã tiêu hao gần như không còn đúng lúc này mí mắt của hàng lập vốn đang đóng chặt lại bỗng nhiên khẽ rung rẩy rồi chậm rãi mở ra bên trong đôi mắt tỏa ra kim quang gần như thực chất kéo dài ba tức. hắn chợt há miệng thở mạnh phun ra một đám sương mù màu trắng sau đó vài hơi thở vẻ mặt của hàng lập ổn định lại chậm rãi mở trừng hai mắt ra hết thảy dị tượng toàn thân chậm rãi tản đi như sương mù gặp nắng mai kim quang trong mắt cũng theo đó thu liễm lại Lúc này tinh khí toàn thân hắn sung túc hoàng mỹ, cả người thần quang nội liễm chẳng để lộ ra chút phong mang nào. Chỉ nhìn thoáng qua có lẽ không cảm thấy có gì khác biệt cả, nhưng nếu như chăm chú nhìn một lát, sẽ lập tức phát hiện trên người của hắn tựa hồ bao phủ một tầng thần quang như có như không. Đó chính là dấu hiệu của thân thể Thái Ức Ngọc Tiên đã hoàn toàn thông thấu. Xem ra cũng chỉ có thể dừng ở đây thôi. Muốn một hơi mà đột phá đến Đại La Cảnh là chuyện không thể rồi. Hàng Lập phối hợp nói một câu, Vừa dứt lời hắn khẽ nhếch miệng tự dễu, cảm giác bản thân thực sự đã quá tham lam rồi. Mới chỉ hơn 200 năm thời gian, tu vi của hắn từ thái ớt trung kỳ trực tiếp thăng tiến đến thái ớt đỉnh phong, chỉ còn cách thành tựu đại la cảnh một bước ngắn nữa mà thôi. Tuy rằng được hoàn cảnh cổ quái nơi đây gia trì, có bảy viên thời gian pháp tắc đạo đang phụ trợ, lại có thân thể với hơn 900 chỗ huyền khiếu làm cơ sở. Nhưng với cái tốc độ phá cảnh như vậy vẫn khiến cho người khác nghe mà kinh sợ. E rằng việc này truyền ra ngoài, tuyệt đại đa số tu sĩ căn bản không tin tưởng, Hàng lập nghĩ đến đây cũng vô cùng vui sướng. Sau khi tỉnh tọa trong chốc lát, hắn chậm rãi đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi ra, toàn thân liền vang lên một hồi tiếng đùng đùng, thanh âm minh hưởng. Hắn đang muốn ra khỏi đại điện thì chợt trong tay bỗng vang lên một tiếng két nhỏ nhỏ. Hàng lập nghe tiếng động nhìn qua, khẽ nhíu mày lại, chỉ thấy cái khối bồ đoàn bạch ngọc lúc trước hắn vẫn ngồi đột nhiên hiện ra một vết nứt, tiếp theo đùng một tiếng rồi vỡ vụng ra. Nhưng có điều cổ quái là cái bồ đoàn kia vỡ vụng ra vậy mà không chia năm xẻ bảy thành các khối nhỏ mà trực tiếp biến thành một mịn màu trắng tản mát ra khắp đại điện cùng lúc đó cả tòa đại điện màu vàng ống bắt đầu rung động kịch liệt một cổ ba động cổ quái từ đó truyền ra trong lòng của hàng lập khẽ biến tiếp theo tựa như nghĩ tới điều gì thân hình lùi nhanh lại bay thẳng đáp xuống quảng trường đá trắng kết quả ra ngoài điện hắn mới phát hiện ra biên độ lắc lư phía ngoài còn mãnh liệt hơn bên trong chủ nhân đã xảy ra chuyện gì vậy Đề hồn thấy như vậy vội vàng mang theo tin viêm hỏa điểu bay tới hỏi. Không rõ nữa, tựa hồ là ta phát động cơ quan tòa bí cảnh tiên phủ này, á, sợ là trong bí cảnh này sẽ sinh biến rồi. Hàng Lập nhìn nàng một cái như có điều suy nghĩ nói ra. Nếu như vậy hay là chúng ta nên nhanh rời đi trước đi? Đề Hùng nghe như vậy nói gấp. Đáng tiếc thiệt á. Hàng Lập nhẹ gật đầu thở dài nói. Trong bí cảnh tiên phủ này hiển nhiên còn rất nhiều bí mật ẩn tàng, chỉ là đã không còn thời gian để đi tìm tội nghiên cứu nữa nói xong thân hình của hai người xoay lại tính bay lên cái chỗ vết rách ở trên bầu trời kia mà trốn đi kết quả khi xoay người nhìn lên trong nháy mắt cả hai sững sờ tại chỗ vết rách hư không liên thông bí cảnh ra ngoài đã biến mất hả làm sao có thể chứ vừa rồi cái vết nứt kia vẫn còn mà không tin người có thể hỏi tiểu tinh tinh xem thân sắc địa hồn khẽ biến vội vàng nói ngân diễm tiểu nhân vẫn ngồi trên đầu vai của nàng nghe như vậy vội đứng lên gật đầu lia lịa thải diễm bảy màu trên đầu cũng lay động theo. Ta tin mà, nhất định cái không gian bí cảnh này đã phát sinh biến hóa gì đó rồi. Hàng lập gật đầu nói, hắn đã sớm chú ý tới biến hóa trên người tinh viêm hỏa điểu rồi, chỉ là giờ phút này không rảnh đi hỏi thăm mà thôi. À đúng rồi, lúc chủ nhân bế quan á, bí cảnh này đã xuất hiện hơn 10 lần chấn động rồi. Mạnh liệt nhất á, là lúc người phá cảnh hậu kỳ, mà trong tháng nay á, tính cả lần này thì đã có 4 lần rồi. Mỗi lần chấn động, sương mù xung quanh bí cảnh sẽ tán lui đi, sẽ hiển lộ ra một bộ phận địa vực hoàn toàn mới. Đề hồn còn nói thêm. Ngươi có từng đi điều tra qua những địa phương kia chưa? Có gì cổ quái không vậy? Hàng lập nhíu mày hỏi. Ta chỉ thấy gần một lần thôi, không phát hiện điều gì dị thường cả. Chỉ là sau khi chấn động, số lần càng phát ra nhiều hơn. Ta cũng không dám tự tiện rời đi, vẫn chờ đợi ở chỗ này. Đề hồn lắc đầu đáp. Hàng lập nghe như vậy châu mày. Ngay lúc đang suy tư là chuyện gì xảy ra, thì đại điện phía trước bỗng nhiên chấn động âm một tiếng, một đạo bảo quang màu vàng to trăm trượng bỗng nhiên từ trên thân điện sáng lên xông thẳng lên trời cao sau đó bốn phía đại điện chấn động bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lại hàng lập thấy như thế trong lòng nghi hoặc khó nói nên lời thân hình nhảy lên muốn lần nữa tới gần đại điện xem xét kết quả lại bị một cổ lực lượng vô hình cản lại hắn căn bản không có cách nào tới gần cửa điện được chủ nhân à người có cảm giác là đại địa đang từ từ nhô lên cao không vậy đề hùng đột nhiên hỏi Hàng lập lúc trước một bậc chú ý đến Kim Quang, giờ phút này nghe nàng nói như vậy mới lập tức phản ứng lại. Thân hình của hắn bay lên, nhìn bốn phía, chỉ thấy sương mù màu, màu xám ở rìa bí cảnh cuồn cuộn di chuyển kịch liệt. Từng tấc từng tấc lãnh thổ hoàn toàn mới bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt của Hàng Lập. Bên ngoài bí cảnh tiên phủ, trung bộ kim nguyên sơn mạch, thung lũng thanh ti. Mặt đất lắc lư không thôi, phát ra âm thanh ầm ầm, phản phước như động đất đây, đây là địa long chuyển mình Thôn dân dư lương nhau nhau từ trong nhà vọt ra, đi tới khu vực trống trải bên ngoài. Vào thời khắc này, một tiếng như sấm rền từ dưới đất truyền ra, sau đó chỗ bạch thủ cốc bỗng nhiên dâng lên một đạo quang trụ màu vàng to lớn, xông thẳng tới chân trời, chui vào trong tầng mây, làm tầng mây trong phụ cận mấy trăm dặm nhuộm thành màu vàng. Quang trụ thô to không gì sánh được, ngọn núi gần đó còn nhỏ bé hơn. Lấy quang trụ màu vàng làm trung tâm, thiên địa nguyên khí phụ cận ba động kịch liệt, từng mấy màu vàng ở trên bầu trời quây cuồng bất động phát ra từng đợt thanh âm 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 như hàng ngàn hàng vạn con ngựa chạy sầm sập thôn dân dư lương thấy cảnh này trợn mắt há hốc mồm ha đây là thằng tích thằng tiên hiển linh không biết ai hô một tiếng thôn dân dư lương rào rào quỳ rạp xuống đất cúi bái về phía quan rượu màu vàng không thôi không nói đến thôn dân dư lương ngu muội hướng đông nam thung lũng thanh ti có bảy tám đạo độn quan bay tới trong nháy mắt đến phụ cận dừng lại trên không trung cách khe núi hơn 10 dặm quan mang thu vào hiện ra mấy tên tu sĩ người cầm đầu là một lão phụ tóc xám trắng kim tiên cảnh tay cầm một cây xà trượng màu vàng những người khác đều là thanh niên nam tử tuổi không lớn lắm chỉ có tu vi chân tiên cảnh trên thân mấy người đều mặc trang phục thống nhất màu vàng đất hoặc nhìn là người cùng một tông môn nhìn vị tượng trước mắt này mấy tên thanh niên nam nữ kia mặc lộ ra vẻ hưng phấn làm sư thúc, dị tượng như vậy tựa hồ là dấu hiệu của bảo vật bí cảnh hiện thế đó, chúng ta nhanh đi xuống xem thử một chút đi, nếu không một lát nữa lại có những người khác đến thì phiền toái đó. Một nam đệ tử có làn da trắng nõn, kích động nói với lão phụ tóc xám. Những người khác cũng kích động rối rít gật đầu đồng ý. Không nên hành động thiếu suy nghĩ, nhân cảnh tượng này đúng là dấu hiệu bảo vật xuất thế đó, bất quá vật này cũng chưa triệt để hiện thế đâu, hiện tại xuống dưới cũng không làm được gì cả, hơn nữa dị tượng này không thể coi thường được không phải mấy người chúng ta có thể khống chế được đâu. Bây giờ nhanh truyền tin về tông môn, báo tri cái tình huống nơi này cho môn chủ. Thân sắc lão phụ tóc xám cũng có chút kích động, nhưng vẫn còn duy trì tỉnh táo phân phó. Mấy thanh niên nam nữ phía sau nghe như vậy, lập tức hành động, vội vã lấy ra trận bàn đưa tin báo về tông môn. Vào thời khắc này, lại có hai vệt độn quang từ đằng xa bay vụt đến, đi tới phụ cận khe núi, hiện ra hai tu sĩ mặt hắc bào khuôn mặt âm lệ, đều có tu vi kim tiên, là người hát sát tông một thanh niên nam tử sau lưng lão phụ thấp giọng nói ra không cần để ý tới bọn hắn tất cả đều đi qua bên này đi lão phụ tóc xám nhìn hai người kia một chút mang theo mấy người hạ xuống một đỉnh núi phụ cận hai tu sĩ mặc hát bào nhìn đoàn người lão phụ tóc xám sau đó thu hồi ánh mắt lại cũng phi thân đáp xuống một ngọn núi bên cạnh sau đó lấy khí cụ ra đưa tin liên hệ với người khác vị trưởng quan trụ khổng lồ phóng lên tận trời tại trung bộ kim nguyên sơn mạch truyền ra với tốc độ cực nhanh thế lực khắp nơi ở trong kim nguyên sơn mạch nhanh chóng đã biết việc này càng ngày càng nhiều người tới đây trong nháy mắt hơn nửa tháng trôi qua quan trụ màu vàng chẳng những không yếu bớt ngược lại có xu thế phát ra càng mạnh trong bí cảnh hàng lập đứng ở đó đôi mắt tỏa sáng theo bí cảnh chấn động sương mù màu xám chỗ rìa nhanh chóng biến mất giờ phút này không gian ở trong bí cảnh đã lớn gấp bội rồi dần dần hiển lộ ra hình dáng hai bên trái phải khu rừng núi rậm rạp hiện ra hai dãy núi màu vàng cao lớn liên miên kéo dài tận chân trời phản phất như là hai tường thành rảnh trời đem khu rừng rậm rạp kẹp ở giữa hình thành một cái hẻm núi khổng lồ chỗ giữa hai bên sườn núi của hai dãy núi màu vàng lên trên bị mây mù màu xám bao phủ thật dày căn bản không nhìn thấy thân núi kỳ lạ nhất là từng sợi xích màu xám to bằng cái vải nước từ trong sương mù màu xám treo lơ lửng xuống thẳng đến chân núi giống như là thác nước vậy trên xiền xích chớp động đạo đạo hồ quang điện màu xám rung động xì xì nhìn có chút dọa người hàng lập phi thân hạ xuống một chỗ dưới ngọn núi nhìn những xiền xích màu xám kia hơi chần chờ thò tay chạm vào một chút một đạo lôi điện màu xám như rắn từ trên xiền xích nhảy ra đánh vào trên người của hắn hàng lập kêu lên một tiếng đau đớn thân thể lùi lại một bước chỗ bị sét đánh cháy đen một mảnh hắn vận chuyển tiên linh lực chỗ cháy đen rất nhanh khôi phục lại trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc lôi điện màu xám này có uy lực cực lớn cho dù lấy nhục thân cường hãn của hắn vẫn có chút không ngăn cản nổi đây chỉ là một tia chớp thôi nếu như có nhiều lôi điện đánh tới hắn cũng không dám cam đoan bình yên vô sự hàn lập thu hồi ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi không gian cửa vào sau lưng là một mảnh hư không vững chắc hắn nhìn lại hướng cái hẻm núi do hai ngọn núi hình thành nơi đó sương mù màu xám đang không ngừng biến mất hiển lộ ra một đầu thông đạo đi vào chỗ sâu ở trong bí cảnh thân thể của hắn khẽ động bay nhanh về phía đó Cùng lúc đó, ngàn dặm chung quanh thung lũng Thanh Ti đã tràn ngập thân ảnh tu sĩ chừng mấy vạn người. Môn phái thế lực phong phú, các nơi bắt đầu phân ra từng địa bàn to nhỏ. Một ít người độc hành còn dễ, tìm một chỗ dừng lại là được rồi. Còn tông môn thế lực thì nhân số đông đảo thì cần khu vực không nhỏ. Khu vực gần quan trụ nhất giờ phút này là bị bảy tám tông môn không chút khách khí mà chiếm cứ. Ngọn núi đám người lão phụ tóc xám trước kia chiếm cứ bị người cướp mất vị trí, giờ phút này họ bị đẩy ra phía sau, trong bọn họ nhiều ra thêm ba người một nam tử trung niên sắc mặt hơi vàng một thiếu phụ xinh đẹp và một lão giả đầu bạc ba người đều có tu vi kim tiên nhất là nam tử mặt vàng kia đã đạt đến kim tiên hậu kỳ đứng đầu đoàn người Hoặc nhìn là thủ lĩnh linh tiêu môn dòng ưu cát liệt quan thành mặt hương lâu thành tán cốc lăng nguyệt quán bạch dân sơn trang đều là các thế lực bài danh hàng đầu ở kim nguyên sơn mạch vậy mà lại đi đoạt địa bàn của chúng ta Phụ nhân tóc xám nhìn mấy tông môn đứng đầu kia, đặc biệt là khi nhìn thấy người của Lăng Nguyệt quán thì càng lạnh lẽo trầm giọng nói ra. Địa bàn của họ trước đó chiếm cứ đã bị người của Lăng Nguyệt quán đoạt đi. <laughs> "Không có biện pháp mà, ai biểu thực lực của chúng ta không bằng người, những tông môn kia đều có cao thủ thái ở cảnh tọa trấn, hoàng phong môn nho nhỏ chúng ta làm sao tranh phong cùng bọn họ được đây chứ?" Nam tử mặt vàng thở dài nói. "Hơ, <laughs> căn cứ tình huống chúng ta dò xét những ngày qua, chỉ tưởng nơi đây hẳn là một chỗ bí cảnh hoặc là tiên phủ xuất thế. Loại chuyện tầm bảo này ấy, chưa hẳn thực lực mạnh là đã tốt đâu, dẫn khí còn quan trọng hơn. Một nữ tử trung niên khác hừ lạnh một tiếng rồi nói ra. Những người khác nghe như vậy, mặc dù biết rõ lời ấy phần lớn chỉ là để an ủi bản thân, nhưng vẫn gật đầu. Kỳ quái nha, thông thiên kiếm phái và thiên thủy tông cách kim nguyên sơn mạch này rất là xa. Giờ phút này không đến cũng không có gì đáng nói, nhưng tại sao lại không thấy người tiên cung vậy? Lão giả đầu bạc nhíu mày nói ra. Liên Thạch Huynh vừa bấy quan xong nên không biết Kim Nguyên Tiên Cung xảy ra đại sự đó. Nghe nói hơn trăm năm trước có người đơn độc thích Kim Nguyên Tiên Cung tàn sát cả cung chủ Đông Phương Bạch, Thiên Âm Ngũ Tử cùng các cao thủ khác khiến cho bây giờ Kim Nguyên Tiên Cung thực lực giảm mạnh. Không biết vì sau đến nay Thiên Định vẫn chưa phái người đến chủ trị đại cục nữa, cho nên lần này hẳn là bọn họ sẽ không đến đâu. Lão phụ tóc xám nhìn lão giả đầu bạc một chút rồi chậm rãi nói ra lại có chuyện vậy nữa hả? Đông Phương Bạch là tồn tại thế ở cảnh đỉnh phong, thực lực chân chính thậm chí không thua kém đại la cảnh đâu. Là người phương nào làm vậy? Chẳng lẽ là luân hồi điện sao? Thân thể của lão giả đầu bạc chấn động trong mắt lộ ra thường sắc khó có thể tin. <laughs> Nghe nói là một kẻ trên tru tiên bản gọi là hàng lập, thế nhưng không biết người này có phải là thành viên luân hồi điện hay là không. Chỉ sợ từ xưa đến nay thiên đình chưa bao giờ gặp cái sự tình hoang đường vậy. Bây giờ thiên định đã ban bố lệnh truy nã rồi Trọng thưởng cho ai bắt được hắn đó Chỉ là một mực không có tin tức về kẻ đó Không biết có phải hắn đã rời khỏi kim nguyên tiên vật rồi hay không nữa Lão phụ tóc xám cười hăng hắc một tiếng rồi nói ra Lão giả đầu bạc ngẫm nghĩ gật đầu Thân sắc đã khôi phục bình tĩnh Hai con người giống như cũ chấp động không thôi Nhưng vào lúc này ở phụ cận đoàn người Hồng Phong Môn Có hai thân ảnh một nam một nữ đứng ở đó Hai người đều mặc áo bào màu đen Thiếu nữ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp Nam thì thân hình thon gầy, sắc mặt có chút tái nhợt. Nghe mấy người hoàng phong môn trò chuyện, ánh mắt của hai người đều nhìn qua, Thân sắc hơi khác thường. Đã nhiều năm như vậy không gặp rồi, hàng huynh, người khiến cho ta kinh hỉ ngày càng lớn hơn đó. Thiếu nữ tuổi trẻ khóe miệng hơi vểnh lên, dùng thanh âm nhỏ bé không thể nhận ra, tự lẩm bẩm rồi nói: Sao, sao vậy? Ngươi muốn đi tìm, tìm người, tìm người kia, kia hả? Chớ quên, quên nhiệm, nhiệm vụ của, của chúng ta, ta đó. đó. Thanh niên mặt hắc bào nhìn về phía thiếu nữ trẻ tuổi, nhíu mày truyền âm rồi nói ngươi yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ mà. Thiếu nữ tuổi trẻ khoát tay áo, tự tốn nói. Vào thời khắc này, mấy đạo lam quang hùng vĩ từ đằng xa bay vụt đến, mang theo thủy khí cực kỳ nồng nặc, trong nháy mắt đã đến gần. Động quan chấp động giữa không trung hiện ra bốn tên tu sĩ áo lam, trực tiếp hạ xuống bên dưới. Bốn người tản ra khí tức cực kỳ khổng lồ, đều là tồn tại thái ức cảnh. Mấy người phía trước vội vàng dạt ra một con đường. Là người thiên thủy tông, nghĩ không ra bọn chúng cũng tới đây sắc mặt nam tử mặt vàng hoàng phong môn hơi đổi nhẹ nhàng nói ra thân sắc của những người hoàng phong môn khác cũng biến đổi những người xung quanh cũng đồng dạng như vậy bốn người thiên thủy tông không để ý chút nào tới những người xung quanh nhanh chóng tiến đến phụ cận quan trụ màu vàng trong bốn người hai người đi ở phía trước một người là nữ tử hai mươi hai mươi một tuổi lông mày lá liễu dung mạo tuyệt mỹ chỉ là sắc mặt lạnh lùng phản phất như tiên tử trong nguyệt cung luôn tỏa ra cảm giác như xa cách ngàn dặm người còn lại là đại hán trung niên hai mắt nhỏ dài mũi ưng toàn thân lộ ra một cổ sát khí khiến cho người ta mới thấy không khỏi rụng mình một cái phía sau hai người một tráng hán mày rậm thân thể cao lớn dị thường một người khác là thanh niên ôn nhã cầm trong tay một thanh quạt xếp giống như công tử văn nhã dưới thế tục Tông phái linh tiêu môn đứng gần nhất vội vàng tránh ra bên cạnh chừa ra một chỗ trống đầu án thiên tiền tử cận lưu đạo hữu năm đó từ bị cỡ đảng hồ nhiều năm không gặp rồi phong thái hai vị vẫn như cũ nha nghĩ không ra nơi đây phát sinh ra dị tượng vậy, vậy mà cũng hấp dẫn hai vị đến đây nữa. Trong Linh Tiêu môn, một đại hán mặt rộng đi ra, mỉm cười nói với nữ tử mặt lạnh và đại hán trung niên, nhưng lại lộ ra ý thăm dò. Thế nào, nơi đây là địa bàn của Linh Tiêu môn các ngươi hay gì? Chúng ta không tới được hay sao? Cận Lưu lườm đại hán mặt rộng lạnh lùng nói ra. Tại họ không dám, chỉ là Thiên Thủy Tông cách đây khá xa, hai vị đạo hữu lại là nhân vật hết sức quan trọng trong Thiên Thủy Tông giờ phút này cùng nhau tới đây vậy chúng ta đều rất ngạc nhiên hẳn là hai vị đạo hữu biết rõ dị tượng này rồi đại hán mặt rộng lắc đầu mắt sáng lên rồi nói người các thế lực vong ưu cát liệt quan thành cũng nhìn sang bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm lông mày cận lưu hơi nhíu lại hai người chúng ta làm việc ngay tại phụ cận kim nguyên sơn mạch này nghe nói nơi đây có dị tượng cho nên mới tới tìm hiểu đối với sự tình này hoàn toàn không biết gì cả nhưng ngược lại thanh tác cốc ở gần nơi đây nhất Hẳn là có chút manh mối rồi Tù án thiến nói chen vào Thanh âm thanh lãnh nhưng lại tràn đầy sống động Sau đó ánh mắt nhìn về cái đám tu sĩ áo xanh cách đó không xa Thanh tác cốc chúng ta tuy gần đây nhất Nhưng nơi đây giống hoang vu Xưa nay ít ai lui tới Cho nên trước kia không chú ý đến Bước qua ta đã phái người tìm hiểu rõ ràng rồi Khe núi này là thung lũng thanh ti Quả thực là có chút cổ quái Trong thung lũng thanh ti này có một chỗ bạch thủ cốc theo phàm nhân gần đó nói thì nói trong cốc này có một dòng thanh tuyền ngâm thân thể trong đó có thể làm cho kẻ già yếu sắp chết cải lão hoàng đồng chỉ là thanh tuyền kia giờ phút này bị quan trụ bao phủ bên trong rồi không cách nào dò xét được một nam tử áo xanh diện một anh tuấn từ bên trong đám người thanh tác cốc đi ra vội vàng giải thích tựa hồ sợ trở thành mục tiêu công kích khiến cho người ta cãi lão hoàng đồng hả đúng là có chút kỳ lạ hiếm thấy đó chắc là có quan hệ cùng với thời gian pháp tắc rồi nước suối kia chính là quan âm chi thủy trong truyền thuyết sao? Trên mặt của Tú Án Thiên xuất hiện vẻ kinh ngạc, lập tức suy đoán. Quan âm chi thủy trân quý bậc nào sao lại xuất hiện tại cái nơi vắng vẻ này được chứ? Thàm nhân ngu dốt, Nếu không chừng thanh tuyền kia không có quan hệ cùng vị tượng quan trụ này đâu. Cận Lưu lắc đầu rồi nói ra. Tô Án Thiên lườm Cận Lưu xong không nói gì. <laughs> Các vị đạo hữu đến nhanh quá vậy, lôi mẫu lại tới trễ nữa rồi, một thanh âm hùng vĩ đột nhiên vọng tới u u quanh quẩn trên không khe núi đám người nghe tiếng thân sắc đều biến đổi ngẩng đầu nhìn lại lông mày của cận lưu cũng nhíu lại nhìn về phía chân trời xa xa sắc mặt tô án thiến phát lạnh toàn thân bỗng nhiên lộ ra một cổ hàng băng chỉ một vệt kim quang xuất hiện ở chân trời sau một khắc nhanh chóng sáng lên biến thành một viên luân màu vàng giống như mặt trời chiếu rọi trong khe núi khiến cho tất cả mọi người không mở mắt ra được <laughs> lời ngọc sách người uy phong thật quá lớn đó Cận Lưu cười lạnh một tiếng, phất tay áo lên, một tầng lam quang như nước gợn từ trong tay của gã bắn ra, nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Những nơi nó đi qua, lam quang lóa mắt ở khắp mọi nơi đều biến mất. Trợ hồ bị lam quang hấp thu vào một nửa. Càng <laughs> đầu hữu phát ra thương hải thần quyền càng tinh diệu nga bội phục bội phục đó. Giữa không trung kim quang lóe lên rồi biến mất, hai bóng người xuất hiện hạ xuống. Người đi đầu là một nam tử tráng niên ba mươi mấy tuổi, mặc một bộ trường bào màu vàng, dáng người hùng tráng, xuyên qua quần áo có thể nhìn thấy rõ ràng cơ bắp, phản phước như một con hùng sư uy mãnh. Người còn lại là một thanh niên tuấn mỹ, mày như loan nguyệt, khí tức trên thân phong thanh vân đạm, không mang theo chút cảm giác lăng lệ nào. Nguyên lai là, là lôi đạo hữu và văn đạo hữu của thông thiên kiếm phái hả? Nghĩ không ra hai vị cũng tới nơi đây nha, thật sự hạnh ngộ đó. Đại hán mặt rộng của Linh Tiêu Môn nam tử áo xanh thành tán cốc cùng đám người nhau nhau tiến lên chào hỏi thái độ càng thêm cung kính so với lúc đối mặt với bốn người thiên thủy tông hai người chúng ta cũng làm việc tại phụ cận kim nguyên sơn mạch này ngẫu nhiên nghe nói chuyện nơi đây cho nên tới xem thử một chút bí cảnh xuất thế bảo vật trong đó tự nhiên để cho người có duyên lấy được rồi thông thiên kiếm phái chúng ta không có ý tứ cậy mạnh độc chiếm chưa dị chớ có khẩn trương thanh niên tuấn mỹ kia mỉm cười đáp lễ chúng ta nguyện lấy lội đầu hủ, văn đầu hủ làm chủ giống như thiên lôi sai đầu đánh đó nghe xong lời này bọn người đại hán mặt rộng nhẹ nhàng thở ra nhào nhào nói bốn người thiên thủy tông mắt thấy cảnh này thân sắc không vừa lòng nhưng cũng không nói thêm cái gì tôn tiên tử nhiều năm không gặp rồi vài năm trước đây người đóng cửa tu luyện thái âm băng phách đạo ta nhiều lần đến cửa đều không thể nhìn thấy ngươi chỉ không nghĩ hôm nay lại gặp ngươi ở đây xem ra ngươi đã đột phá bình cảnh thái ức hậu kỳ rồi ta thực sự mừng thay cho ngươi đó Lôi ngọc sách không để ý đến những người khác Nhìn về phía tô án thiến Trong mắt lộ ra một cổ thâm tình Tô án thiến hừ một tiếng Quay đầu không để ý tới người này Bộ dạng vô cùng phiền phức Lôi ngọc sách không tức giận chút nào si ngốc mà ngắm nhìn tô án thiến Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều đã quen thuộc Cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc gì Thông thiên kiếm phái lôi ngọc sách Yêu đơn phương thiên thủy tông tô án thiến Đau khổ theo đuổi hơn 10 vạn năm Chuyện này ở Kim Nguyên Đại Lục mọi người đều biết cả. Thực lực của hai người này không tệ nha Thông thiên kiếm phái là cái gì vậy Ở gần chỗ Hoàng Phong Môn Thiếu nữ tuổi trẻ kia lông mày câu lại truyền âm hỏi Thông thiên kiếm phái được xưng tụng là đại tông môn Để nhất kim nguyên tiên dựng này Thực lực so với kim nguyên tiên vật cũng chỉ mạnh hơn không kém đâu Lôi ngọc sách này là phó trưởng môn thông thiên kiếm phái Thực lực đã đạt đến thái ức cảnh hậu kỳ rồi Chính là số ức cao thủ ở kim nguyên tiên dựng này mà thanh niên tuấn mỹ hội giang kia hẳn là chấp kiếm trưởng lão thông thiên kiếm phái quan trọng thực lực không thể khinh thường được đâu Ngoài hai, hai người bọn họ ra, còn có Tô Án Thí, Cận Lưu của Thiên Thủy Tông, đều là đại địch lần này của chúng ta. Trước khi tới khi đây, ngươi không nhìn qua tư liệu hay sao? Hiện tại, tại ta, ta rất, rất là hoài nghi, nghi cấp trên để cho ngươi quản lý việc gì này có thỏa đáng hay đáng không đó. đó. Thanh niên hắc bào ở bên cạnh câu lông mày lại truyền âm hỏi. Ngươi đừng có đầu đuôi lẫn lộn, bọn chúng chỉ là rắn rết địa phương ở kim nguyên tiên vực này thôi, không tính là đại địch gì cả. Địch nhân chân chính của chúng ta là bọn kia kìa thiếu nữ trẻ tuổi không hề tức giận với chất vấn của thanh niên hắc bào ánh mắt nhìn về phía xa xa ra hiệu thanh niên hắc bào nhìn qua thấy hai đạo đụng quang màu thủy lam từ đằng xa bay vụt tới hai vệt đụng quang này không quá nổi bật giờ phút này trong khe núi thỉnh thoảng có từng đạo đụng quang hội tụ nên hai đạo đụng quang màu thủy lam này nhìn không đáng chú ý chút nào cả đụng quang thủy lam nhanh chóng đến trong khe núi hóa thành hai tu sĩ một nam một nữ nam mặt vuông mày rậm nữ mặt tròn môi đỏ dung mạo đều rất bình thường lẫn vào đám người rất khó nhìn ra sự khác biệt. Bọn chúng, chúng là ai vậy?" Thanh niên mặt hát bào lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Thiếu nữ tuổi trẻ lật tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện thêm một viên minh châu màu trắng lớn chừng quả trứng gà, bên trong chớp động lên một vòng linh quang màu trắng. Trong linh quang lóe lên hiện ra thân ảnh hai người kia, chỉ là khuôn mặt bọn chúng lại đổi thành hai khuôn mặt mới. Nam ba mươi mấy tuổi, mặt trắng riêng ngắn, khuôn mặt thư sinh, nữ chỉ từ 17 đến 18 tuổi, khuôn mặt trắng nõn hình trái xoan nhìn rất hoạt bát đáng yêu đôi mắt to đen lấy chuyển động không ngừng bộ dạng tranh ma quỷ quái kim hãn tiên cung làm thủy huynh mũi làm nguyên tử và lam nhang làm sao bọn chúng lại tới nơi đây chẳng lẽ hành tung của chúng ta đã bị bại lộ rồi con người của thanh niên mặc áo bộ đen coi rụt lại kinh ngạc nói hết tập 241, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của lách